Mời chiến hữu quý phục hưng điều khiển chương trình khai mạc buổi lễ hôm nay. Tất cả đơn vị chú ý nghiêm. Cho tay chào. Lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam bắt đầu. Hoa Kỳ chào tay chào bắt đầu. Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets red glare, the blood bombs bursting phút thiêng liêng này. Xin tất cả quý niên trưởng, quý chiến hữu và toàn thể đồng hương hãy dành một phút im lặng để tưởng niệm biết bao sự hy sinh của quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và sau cuộc chiến bảo quốc, cũng như về quê hương đang bị đày đọa trong suốt 43 năm dưới bàn tay của Cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
kỳ chấm dứt. Anh em quân dân, thao diễn nghỉ. Kính thưa tất cả quý vị quan khách và tất cả quý tín hữu và hiện trường, đã 43 năm như phần đầu chúng tôi có nói, nỗi đau chúng ta không bao giờ vui hoa đối với tình cảm quê hương đất nước ngày hôm nay. Đó là lý do mà anh em đi hội của chiến sĩ cũng như anh em của quân nhân đều tổ chức lễ tưởng niệm sau giờ phút mà đất nước rơi vào tay cộng sản đêm 2 giờ trưa ngày 30/4 và năm. Với tư cách là một thành viên của ban tổ chức, tôi xin kính mời chiến hữu Lê Văn Sáu, chủ tịch liên hội của chiến sĩ lên đây có đôi lời cùng với tất cả đồng hương cũng như quý liên trưởng của chiến hữu. Mời chiến hữu Lê Văn Sáu. Đã kêu gọi tất cả các chiến sĩ chiến đấu cho nền dân chủ, cho tự do miền Nam Việt Nam buông súng đầu hàng. Đến cái ngày hôm đó, lịch sử Việt Nam đã bước qua giai đoạn mới, giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Chúng ta phải nói là 4.000 năm văn hiến, tự hào là dân tộc con rồng cháu Việt. Kính thưa quý vị, chiến tranh hai bên, cái sự mất mát lúc nào nó cũng phải có. Tuy nhiên, một quân đội hùng mạnh như chúng ta, miền Nam Việt Nam trong thời điểm đó mà bị bất tử bởi đồng minh thì không có gì đau buồn cho bằng. Vào chiến này, không biết bao nhiêu anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc, cho đại nghĩa dân tộc và tuân tiết cho lòng trung thành với tổ quốc. Bao nhiêu chiến sĩ quốc gia đã oan khiên, đã chết oan trong ngục tù cộng sản, và không biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta vì lý tưởng tự do mà hy sinh tính mạng nơi rừng sâu, nơi biển cả mênh mông. Kính thưa quý vị, 43 năm qua vùng nước nổi trôi, khi nhắc nhở đến thì chúng ta không thể không thưởng thức, mà phải nói là nước mắt lưng tròng. Hôm nay chúng ta đứng nơi đây, nguyện hồn thiêng sông núi phù hộ cho nước Việt Nam thoát khỏi chế độ cộng sản bảo tàng, cầu nguyện cho những anh linh các chiến sĩ vì vất vân thần sớm siêu thoát. Và cuối cùng, ở nơi đây tôi xin trích bốn câu thơ của nhà thơ Công Quân Trần Ngọc Anh Vũ viết về cái gương oanh liệt, trung liệt, thương tiếc cho anh hùng chúng ta Không Quân Nguyễn Gia Tập tung tuyết đúng vào ngày 30/4. Tháng tư trời đổ cơn mưa hạ, trần gian vòng vũ đám mây đen, truy điệu anh hùng dân tộc Việt, tổ quốc ghi ơn vọng tiếng kèn. Xin cảm ơn và kính chào tất cả quý vị.